Xin chào tất cả các bạn, mình là Đặng Bánh Mì. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chơi được Liên Quân Mobile. Hiện tại thì Liên Quân Mobile mới cập nhật bản mới, nhưng mà chúng ta lại không chơi được từ sáng đến bây giờ. Chính vì vậy thì mình làm clip này để hướng dẫn các bạn, để chúng ta có thể được chơi. Tại sao lại có những người mà vẫn đang chơi được, còn trong khi đó chúng ta lại không được chơi. Đấy. Rồi. Đấy, đây là mình. Thứ nhất là các bạn sẽ phải xóa Liên Quân Mobile và các bạn tải lại. Đấy. Để là bắt đầu Liên Quân Mobile là sẽ load dữ liệu cho các bạn. Khi chúng ta load xong thì chúng ta sẽ ấn vào chơi bình thường. Đấy. Đấy, như các bạn nhìn thấy là mình chưa cần load xong nhưng mà chúng ta đã ấn chơi được rồi này. Đấy. Rồi. Các bạn sẽ xóa Liên Quân Mobile và các bạn sẽ tải lại. Để nó load mới là chúng ta sẽ chơi được thôi. Rồi, chúc các bạn thành công. Mọi người mà xem clip của mình thấy hay và hữu ích thì nhớ ủng hộ cho mình một lượt đăng ký. Một like, một lượt đăng ký và comment ở bên dưới để mọi người cũng biết nhé. Rồi, xin chào.